Xin chào các bạn đến với chương trình Vào bếp với TK, TK's Kitchen Hôm nay TK hái vài cọng rhubarb, tiếng Việt là cây đại hoàng Và mình sẽ làm món bánh rhubarb và do tay nhé Rhubarb chỉ cần trồng một lần, hàng năm khi tuyết tan hết, rhubarb sẽ tự động mọc trở lại Và đây là cây TK có thể thu hoạch sớm nhất ở trong vườn của mình Cây đại hoàng chỉ ăn được cọng mà thôi, vị rất chua lá đại hoàng rất độc, có thể gây ngộ độc mạnh và rất nặng, cho nên chúng ta cần phải lưu ý. Các nguyên liệu cần thiết đã làm mong bánh này TK ghi dưới phần mô tả của video, các bạn mở ra xem nhé. Mình bật lò sẵn ở nhiệt độ 350 độ F, tức là 175 độ C. Để làm mong bánh này chúng ta cần có nửa ký cộng rubber, nếu mà các bạn không xài ký mình có thể thay ra bằng một pound các bạn nhé. Mình cắt khúc khoảng 1 tới 1,5 cm. dâu tây chúng ta sử dụng một nửa trọng lượng của rhubarb. Cho nên nếu rhubarb các bạn xài nửa ký thì dâu tây mình lấy 250 g. Chúng ta rửa sạch và cắt thành những ô vuông nhỏ nhỏ. Các bạn đừng tăng lượng dâu tây nha. Nhiều bạn thấy rhubarb chua quá nên tăng dâu tây lên cho nó ngon. Tuy nhiên dâu tây sẽ cho ra rất nhiều nước. Nếu mình tăng lượng dâu, bánh sẽ bị nhiều nước quá, ăn không ngon. Đường cát trắng, 3 phần tư cấp. Nếu bạn thích ngọt, có thể tăng lên đầy một cấp. Bột bắp cornstarch, 2 tablespoons, tương đương với hai muỗng canh nhỏ nha các bạn. Chiết xuất vanila, một muỗng cà phê hoặc là một teaspoon. Mình trộn cho đến khi đường phủ đều quanh dâu và rhubarb và nước chuyển sang màu hồng không còn là màu trắng nữa. Thì sử dụng khuôn hình vuông 8 inch, mình không cần phải tráng khuôn khi làm bánh này Chúng ta đổ hỗn hợp dao và rưu vào khuôn rồi đẩy riêng ra. Các bạn có thể sử dụng food processor là máy cắt thức ăn giống như TK. Còn nếu mà các bạn không có, mình cũng có thể lấy một cái thố nhỏ nhỏ để trộn cũng được. Trong thố này chúng ta bỏ vào 3 phần tư cup bột mì đa dụng. Nửa cup đường nâu hoặc là đường vàng. Một phần tư teaspoon muối. Chúng ta mở máy khoảng 30 giây cho các hỗn hợp này trộn đều với nhau. Bơ lạc chúng ta sử dụng một nửa cup tức là một cây bơ. Bánh này chúng ta sử dụng bơ lạnh nha các bạn, cho nên mình để bơ trong tủ lạnh cho đến lúc này mình mới lấy ra. Chúng ta dùng dao cắt khúc khoảng 1,5cm rồi bỏ vào máy, bấm nút nhẹ nhẹ từng đợt vài lần cho đến khi bơ nhỏ ra cỡ hạt đậu là được. Sau đó chúng ta bỏ hỗn hợp bột, bơ và đường ra một cái thau khô. Chúng ta thêm vào trong thau một cấp yến mạch loại dẹp và nửa cấp hạt hồ đào, tức là hạt pecan. Mình trộn đều và bỏ lên trên dâu tay với rhubarb. Lưu ý là mình chỉ bỏ lên trên thôi, chúng ta không đè mạnh tay xuống nhé các bạn. Sau đó mình rắc lên trên mặt 2 đến 3 muỗng cà phê đường cát trắng. Chúng ta bỏ vào lò nướng và nướng từ 45 đến 55 phút tùy theo từng lò cho đến khi chúng ta thấy dâu tay và rhubarb sôi lan tăng ở các góc của khuôn và trên mặt bánh đã chuyển sang màu hơi vàng nâu là được. Bánh lấy ra khỏi lò, mình để khoảng 20 phút cho bánh nguội bớt là có thể ăn được. Khi ăn chúng ta đã lên trên mặt bánh một viên kem vanila. Thì khai nghĩ rằng các bạn sẽ thích món bánh này. Rhubarb có vị rất chua cho nên dù cho có đường và dâu các bạn cũng sẽ cảm nhận được vị chua rất rõ ràng. Bởi thế khi ăn chúng ta phải ăn kèm với một viên kem vanilla. Chúc các bạn có thêm một trải nghiệm thú vị mới nhé. Like và share video này dùm cho TK nhé các bạn thì khe cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin hẹn gặp lại vào lần sau bye bye